Rồi, cho em nói đi. Dùng sự không? Rồi. Một cái bầu không khí rất là nóng. Khi mà có cảm nhận được bầu không khí nó đang nóng trình lên. Khi mà chuẩn bị diễn ra cái buổi thi, hội thi nấu ăn của quý ông Lỗ Tài. Khi diễn ra như thế nào, có hấp dẫn hay không? Rồi, các bạn chuẩn bị chút xíu nữa đây nó sẽ diễn ra. Và cảm xúc của tôi lúc này rất là hồi hộp. Và muốn xem là cái món ăn trưa nay mình cũng có